Rất là chị. Ngon mọi người ơi. Mọi người ơi, mùi hương nó bốc lên rất là thơm, kiểu như là có bay mùi xả rồi sa tế rồi này kia. Cái lồng này nè nó bay mùi lắm, nên là phải chà cho thì sạch, sạch nhất có thể, chà khi nào mà cái mùi nó không còn nữa. Mình là chào cả nhà, hello cả nhà nha. Hôm nay mình cho anh nhà mình ăn một cái món từ cái thời mà đi học của mình, đó là món lòng nướng vỉa hè. Còn đây là lòng nướng do mình làm nha mọi người ơi. Bây giờ mình chuẩn bị công thức để ướp nè. Cái này á là sả, sả mình dạ nhuyễn ra. Đây là sả dạ nhuyễn đây nha, mình cho vào. Sả mình bằm nhuyễn ra rồi đó. Tỏi xay. Cái tỏi loại này là mình mua ở siêu thị đi nha mọi người. Đó, ninh nì cưa thấy không? Nó xay ra rồi. Cái này là mình dùng, đây là hiện tại là mình dùng 2 ký lòng nha, 2 ký lòng non. Thì mình cho vào đây là sa tế tôm. Sa tế tôm cái loại này. Sa tế tôm. Cho 4 muỗng sa tế tôm. Tại vì cái này là lòng non nướng sa tế nên mình cho nhiều sa tế một xíu cho nó ngon. 4 muỗng. Ok. Mình mà cho 3 muỗng dầu hào. 3 muỗng đầy nha mọi người, dầu hào. 1 muỗng. 2 muỗng. 3 muỗng dầu hào, 3 muỗng thiệt đầy nha, tại vì có dầu hào nó mới ngon. Rồi, tiếp theo là mình cho nước màu điều. Nước màu điều cho 4 muỗng nước màu điều. Gọi là dầu điều á, dầu điều màu điều hạt từ hạt điều làm ra đó. Cho 4 muỗng. 3 rồi. 4 muỗng. Ok. Nêm nếm gia vị. Cho 5 muỗng hạt nêm nha mọi người, hạt nêm nè, 5 muỗng. 5 muỗng nhỏ hạt nêm. 2 3 4 5. Tại vì là mình dùng 2 ký thịt. Ở lộn, mình dùng 2 ký lòng, tại vì mình dùng 2 ký lòng nên là mình cho hạt nêm nó nhiều nhiều xíu cho nó có cái vị á. Bột ngọt, mình cho 1 muỗng bột ngọt. Đường, mình cho 3 muỗng đường. 3 muỗng đầy thì đầy luôn nha. Muỗng đầy như thế này nè, mình cho 3 muỗng. Rồi, ok. Trộn hỗn hợp này lên. Ướp trong vòng khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng nha mọi người. Ướp như vậy nó thấm vô cái lòng nó mới ngon. À quên, nãy mình quên chưa cho ớt nha mọi người. Bây giờ mình cho ớt Hàn Quốc vào. Có loại ớt Hàn Quốc đây. Đây, nãy mình quên mình chưa cho ớt vào. Bây giờ mình cho vào nha. Cho cái này nó hơi cay cay thì mới ngon. Mình cho 3 muỗng ớt Hàn Quốc. Đây, 3 muỗng ớt Hàn Quốc. Trộn lên lại thêm một lần nữa. Cái này á mọi người ơi, cái lòng này nha, mọi người nhớ bảo đảm với mình là bạn phải chà cho thiệt sạch. Mấy bạn lấy chanh á, chanh với lại muối rồi mấy bạn chà cho thiệt là sạch luôn, phải là thiệt là sạch. Nó không còn cái mùi bay mùi nữa thì mấy bạn mới ăn được, chứ còn cái mùi này nó bay mùi kinh lắm. Cái lòng này nè, nó bay mùi lắm. Nên là phải chà cho thiệt sạch. Sạch nhất có thể, chà khi nào mà cái mùi nó không còn nữa. Đây, mình cho đi nướng cái mẻ này là cuối cùng rồi nha mọi người, xong hết rồi đó. Nướng trong vòng khoảng nướng mấy em này trong vòng khoảng 30 phút à. Là đã ok rồi đó. Đây, nếu mà mọi người mà nhúm bếp than á, chắc sẽ có lẽ là ngon hơn nữa. Nhưng mà nhà mình không có nhúm bếp than, mình dùng bằng cái lò này luôn. Đây, giờ nướng tiếp một mẻ. Đây là cái dĩa là mình đã nướng xong lúc nãy. Ngon không? Mọi người thấy chưa? Quá xá đẻ, mình muốn ăn lắm rồi á. Nhưng mà phải cố gắng nhịn để chút nữa anh chồng nhà mình ăn chung với mình cho nó vui. Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân GB. Hôm nay hai vợ chồng mình trở về tuổi thơ của mình nha. Đây là ăn món lòng nướng vỉa hè.
Còn cái này là lòng nướng tại nhà. Cái này là ngày xưa mình rất là hay thích ăn cái món này lúc mà thời đi học. Rồi mời cả nhà cùng ăn với hai vợ chồng mình nha. Itadakimasu quá. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Xin mời mọi người. Xin mời mọi người. Itadakimasu. Anh cũng đói bụng lắm rồi. Mình cũng đói. Đây cái đĩa kia ra cô đây. Không quá. Đây rất là ngon nha mọi người ơi. Mình nướng rất là vừa ăn luôn. Đó. Hôm nay là hai chén sốt. Trời ơi, nhìn ngon chưa? Đây. Chiến thôi. Tôi bia cái đã. Cái này là nước ép nước rượu trái cây. Mời mọi người nha. Hay tham bài. Tham bài. Hay xin mời mọi người nha. Xin mời mọi người nha. Rồi, xin mời mọi người nha. Chấm vô nước tương ớt. Rất là xịn. Ngon mọi người nha. Cái nước cái ướp của nó thơm mùi sả. Sả rồi à. Có lại sốt. Nước ướp nó vừa ăn, thơm mùi sả, mùi sa tế. Rất chi là ngon mọi người ơi. Ăn cái này nhớ về tuổi thơ luôn nè. Mình rất là nghiện món này nha. Miếng dưa leo. Dưa leo. Dưa leo. Dưa leo. Ờ. Dưa leo. Ờ. Anh đòi ăn nguyên cái cây, thật sự là cái cây nó phải cắt ra cơ. Nhưng mà anh đòi ăn kiểu như như nguyên cái cây như thế này nè. Anh cắn cho nó vui miệng á mọi người. Thích ăn cay thì để mình cắt ra cho ảnh. Đây, rồi, ok. Ăn chung với cơm rất là ngon luôn. Rồi, xin mời. Ngon. Không biết diễn tả từ ngon như thế nào. Chị biết là rất là ngon, không kiểu như không kìm nổi luôn á. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ăn cái vị nó rất là lạ. Nói chung là những cái món này á, tuy nó đơn giản rẻ tiền vậy thôi nhưng mà ăn nó rất là dễ gây nghiện nha mọi người. Kiểu như là ai mà dạng như là đã thích ăn mấy món ăn vặt như thế này á là sẽ nghiện món này ngay. Ngon. Ở bên trong á, cái lòng á, một ít lòng á, một ít cái nước trong ruột nó rất là béo. Tại vì mọi người đừng có lấy cái ruột này, cái nước của nó ra. Tại vì á, cái nước của nó trong ruột này ăn như thế này mới là ngon. Nhưng mà chỉ là lòng non thôi nha, lòng già phải lấy ra, tước nó ra hết. Đơn giản mà ăn hết, ngon hết chỗ nó. Ngon ha. Ngon quá. Ngon quá. Siêu kí. Ôi xì ôi xì. Ôi xì. Ngon. Ngon. Ngon.
bên này á mọi người biết gì không? Cái lòng này nè, mấy cái lòng này nè, cái lòng ruột này nè rất là rẻ. Tại người Nhật á họ không có thích ăn mấy cái ruột này nên là rất là rẻ. Nihonjin amarita benai nè, kono kono mà không ăn gì không có, người Nhật người ta không có thích ăn cái này đâu. Tôi là bút tan nó khô luôn mòn đó. Còn rất là đam mê này. Tôi còn. Kiểu như là người Nhật người ta không ăn nên là người Việt Nam mình mua lại bán nên nó rất là rẻ. Chứ thật sự đúng chất nhưng mà người Nhật nó ăn thì rất là mắc. Đó là bút tan nó khô luôn mòn là giá sụi vậy chứ. Khô là giá sụi. Nhưng không gì đam mê này. Ngàn ký á, mình mua có 120 ngàn à mọi người, 120 ngàn ký. Cũng chỉ trong khối lượng mình ta cái gì chỗ. Quan trọng không phải là quan trọng nó rẻ hay nó mắc, nhưng mà quan trọng nó ngon mà mình gây cho mình là cái này món này mình nghiện, nên là mình rất là thích ăn món này thật sự luôn. Nấu những cái món mà sang trọng hay này kia nhưng mà nhiều như những cái món đơn giản nên là mình rất là thích ăn. Ăn chung cái cơm trắng nè mọi người. Ngon hả? Ăn thấm mà ăn kiểu như cái miệng mà ăn muốn ăn hoài luôn. Cái vị ướp á, vừa ăn vị ướp nó vừa ăn xong rồi kể là xong rồi cả nước sốt nữa, nước sốt nó ngon chấm với tương ớt nữa, ngon ngon mà chứ ngon chứ o kéo dài luôn, kiểu không hết đánh vần hết chứ hết biết đánh vần chứ ngon luôn như thế nào ạ. Mình sợ là mấy cái món này anh không biết ăn, tại vì là anh là người Nhật nó chưa bao giờ ăn mấy cái lòng này chứ làm ra ăn được mình vui. Để mình chia sẻ một câu chuyện thật lòng của mình cho các bạn nghe, một câu chuyện đó là thật lòng của mình luôn nha, một bí mật á. Nhưng mà nói chung đối với chồng mình á thì mình đã kể rồi, nhưng mà đối với các bạn thì mình cũng nên nói cho các bạn biết á, chứ không nên để bí mật đó, giấu bí mật đó. Nói chung nó cũng chả cái gì mà lớn lao hết, nhưng mà mình cũng nói cho các bạn biết là ngày xưa mình có thời gian từng làm tiếp viên ở trong quán bar, tiếp viên bia, tiếp bia ở trong quán bar. Arigato. Tiếp bia ở trong quán bar. Đó là có thời gian mình đã từng là cảm như là lúc đó là gia đình mình quá khó khăn á, nên là kiểu như là không có còn cách nào để lựa chọn á, để kiếm tiền để lo cho gia đình á, nên là mình có thời gian đã từng làm trong quán bar. Đó là sự thật. Và anh chồng mình cũng biết điều đó luôn. Đó, chứ không anh không trách nóng gì hết, không có trách nắng gì mình hết. Không mình được, không mình. Chắc không? Đây gì? Anh thích ăn cái kiểu mà tương tương nói gì nè, cái này cũng là lòng luôn á mọi người, nhưng mà mình cắn vô. Cảm ơn. Cảm ơn đa rẻ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn chị ạ. Vợ ơi, cảm ơn vợ ơi. Cảm ơn vợ. Cảm ơn vợ. Biết là nói ra thì nó cũng không có hay ho gì, nhưng mà cái đó là từ cái khổ mà mình đi lên, nên là mình muốn nói cho các bạn biết công việc nào cũng là công việc hết, miễn kiếm ra tiền nó là công việc. Chứ không có phải là phải làm ông chức này chức kia, phải học hành này kia thì mới là công việc được. Nhưng mà đối với mình công việc nào cũng là công việc, có kiếm ra tiền lo cho gia đình được là công việc. Không bán xì kem mấy tí, ăn cắp ăn trộm qua, mình vẫn tự hào về công việc đó. Đây là một quá khứ
Nói chung có quá khứ thì mình mới có cái ngày hiện tại ngày hôm nay. Nên đối với mình đó là cũng là một kỷ niệm đó mọi người. Rất là ngon. Ngon thiệt. Ăn mà ghiền mà kiểu như muốn ăn tiếp. Ăn liên tiếp luôn, ngon. Ăn dưa leo. Ăn dưa leo. Ăn dễ ăn quá, biết còn vợ. Vợ nó làm quả đào mà. Nấu ăn toàn là nấu món Việt Nam, không có nấu món Nhật gì hết trơn, chẳng ta ăn mà cứ nấu Việt Nam. Hiền quá anh chị, ai biểu hiền quá anh chị. Tiêu niệm mai nghị trí, bê tô nam mưu nô riêu đi. Đi thủ. Nè, đếm hộ. Tờ đô à nô, nô mô xin nì hôn, tại bê tai qua đô xử lửa. Nhưng mà nhật có đi hoa. Anh nói nếu mà anh là thèm món Nhật anh tự nấu ăn. Chuẩn luôn. Tự nấu cho ai chứ ai mà nấu cho mình đâu mà. Đúng không? Tự nấu ăn đi chứ. Lớn hết cả rồi, thèm món gì là tự đất nước cứ tự người đó nấu. Anh nấu á, ngon á thì mình ăn nhiều. Dở thì mình ăn ít, cứ giống như ảnh vậy. Cái lòng này nha mọi người, mà không làm sạch nó dơ lắm. Ngon 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 ngon. No rồi. No rồi, ấy no rồi, hay chút nữa no rồi. Mọi người ơi. No rồi, mình cũng no rồi á mọi người, ăn nãy giờ. Ăn nhà mình đã ăn hết cơm luôn mọi người. Ăn xa luôn rồi, tội nghiệp. Hết cơm luôn rồi. Mọi người ơi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của hai vợ chồng mình. Nếu mà bạn nào thương hai vợ chồng mình nữa thì cho hai vợ chồng mình một like và một chia sẻ và một subscribe nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye, bye đà đẻ. Mai người. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người.